Ten Hag và Van Nistelrooy tranh cãi kịch liệt. Huấn luyện viên Ten Hag và trợ lý Ruud van Nistelrooy dường như đã tham gia vào một cuộc thảo luận nóng trên mức cần thiết trong trận hòa 0-0 với Aston Villa. BHL Manchester United có mâu thuẫn. Manchester United đến Villa Park với hy vọng chấm dứt chuỗi trận không thắng, nhưng rốt cuộc chỉ thu về một kết quả hòa không bàn thắng ở West Midlands. Màn trình diễn kém cỏi không thể làm giảm bớt áp lực lên Ten Hag. Và người hâm mộ đã nhận thấy một khoảnh khắc khó chịu giữa Ten Hag và Van Nistelrooy. Các camera của Sky Sport đã ghi lại cảnh bộ đôi người Hà Lan đang nói chuyện khá căng thẳng trong cabin kỹ thuật. Cả hai đều có vẻ trông không mấy vui vẻ qua ngôn ngữ cơ thể. Mặc dù khó đọc khẩu hình những gì đang được nói, nhưng có thể thấy bộ đôi người Hà Lan không đồng nhất nhau một quan điểm. Việc này đã được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Erik ten Hag và Ruud van Nistelrooy dường như không đồng ý với nhau trên băng ghế dự bị. Ruud van Nistelrooy và Erik ten Hag đang chiến đấu trên băng ghế dự bị như Harry Potter và Voldemort. Một cuộc trò chuyện sôi nổi giữa Erik ten Hag và Ruud van Nistelrooy có lẽ mới là điểm nhấn của trận đấu này. Van Nistelrooy, người ghi được 150 bàn thắng cho Manchester United, đã trở lại Old Trafford vào mùa hè vừa qua để trở thành trợ lý của Ten Hag. Manchester United đang trải qua khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League sau khi chỉ giành được 8 điểm từ 7 trận đấu. Điều này đã dẫn đến những đồn đoán về việc Ten Hag có thể bị sa thải. Một trong những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền chính là Van Nistelrooy. Một nguồn tin ở Hà Lan cho biết Van Nistelrooy là một người nguyên tắc. Ông ấy cảm thấy bị phản bội tại Eindhoven và ông ấy sẽ không muốn được coi là người đứng sau lưng Erik ten Hag.